con chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế một lớp các phần mềm mới dựa trên một cái bộ dữ liệu mới. Đó, chúng ta luôn phải thiết kế, khi thiết kế một cái phần mềm chúng ta phải dựa trên một cái bộ dữ liệu nào đó, dựa trên ý tưởng nữa, dựa trên cái chủ đề nào đó chúng ta mới làm được. Vì chúng ta sẽ cùng nhau hôm trước chúng ta cho các bạn copy về, chúng ta sẽ copy kia bộ dữ liệu tiếng Anh nhé. Đây này. Đấy. Thì đây là cái bộ dữ liệu tiếng Anh, nên nó làm cái bộ dữ liệu dùng để chúng ta sẽ dựa trên đó chúng ta sẽ thiết lập các cái phần mềm dùng để học tiếng Anh. Thì chúng ta có sẵn là cái gì nhé, đây này, nó gồm có các chữ cái đấy, chữ cái từ A B C cho đến cuối cùng là Z, nó là 26 chữ cái, thấy chưa? Đó. Nhưng mà cái bộ dữ liệu này là nó gồm có một cái nhân vật và nó có là 26 phần tử, thấy chưa? Phần tử như vậy nó là một cái tôi tìm cái khác nhé, tôi lấy cái này hay hơn này, cái chữ ts là hay hơn này, vậy nhá. Như vậy là chúng ta đã có một cái bộ dữ liệu là các chữ cái gồm có chữ A B C, chữ cái tiếng Anh đấy, cho đến cuối cùng là Z, là 26 chữ cái tất cả nhé. Đấy. Ngoài ra thì nó có tương ứng, đó là có một cái bộ âm thanh để phát âm chữ cái đó. Chữ A này cho nghe thử nhé. A. Đấy. B này. B. C. Như vậy là một cái bộ âm thanh đi kèm với chữ cái. Đó, thì như vậy là nó đủ để tạo ra một cái phát âm đầy đủ tiếng Anh này và hiện đầy đủ chữ cái. Thì nó tạo ra một cái bộ dữ liệu hoàn chỉnh và chúng ta sẽ dựa trên cái bộ dữ liệu này để chúng ta thiết kế phần mềm. Được chưa? Đó, thì cái phần mềm này nó chỉ xung quanh là chữ cái tiếng Anh thôi, cho nên nó là cái phần mềm đơn giản dùng để học tập phát âm chữ cái, tập nhận biết mặt chữ cái, tập nghe âm thanh và nhận biết chữ cái, đơn giản thôi nhưng mà cũng rất là hay rồi. Giờ bây chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế nhé. Đây thì bây giờ chúng ta cùng nhau muốn thiết kế chúng ta phải có một cái gọi kịch bản, được chưa? Như vậy chúng ta cùng thiết kế những cái cái bộ dữ liệu của chúng ta là cái gì? Cái bộ dữ liệu gốc của chúng ta là nôm na là cái bảng chữ cái tiếng Anh nhé. Bảng chữ cái tiếng Anh. Tôi nhắc lại rất nhiều lần rồi. Nếu chúng ta muốn có một cái phần mềm hoàn chỉnh, ý nghĩa học tập chẳng hạn, thì chúng ta phải dựa trên cái một cái bộ dữ liệu đầu vào quan trọng, bộ dữ liệu nó phải đầy đủ, nó phải đẹp, nó phải chính xác. Đấy, thì cái bộ dữ liệu chúng ta là nó cũng có bảng chữ cái tiếng Anh này, A này, B này, C này, D cho đến cuối cùng là X, Y và Z, đúng không nào? Đấy. Nó là đánh số từ 1, 2, 3 cho đến đây là tổng cộng có 26 chữ cái tiếng Anh nhé. Đấy. Muốn chữ cái tiếng Anh như vậy, đánh số từ 1 cho đến 26, chúng ta có sẵn lại này. Đây, đánh số như từ 1 nhé. Đây này. Từ 1 đến 26. Đấy. Số 7 này. Đấy. Được chưa? Đấy. Và đây là 27 là thừa ra, 26 thôi là đủ nhé. Như vậy là gì? Như vậy là chúng ta có một cái bộ chữ cái, hình ảnh chữ cái âm thanh này, A này, B này, C vân vân và cuối cùng là Z này. Đánh số là 1 này, 2 cho đến đây là 26. Và âm thanh tương ứng nhé, âm thanh cũng ký hiệu là A, B, C cho đến Z, đấy chưa? Có đánh số từ 1, 2 cho đến 26. Đấy. Thế đây là cái bộ dữ liệu hoàn chỉnh của chúng ta. Và cái bộ dữ liệu này là bản thân tôi cũng sưu tầm rất là nhiều các cái nguồn khác nhau để có cái bộ dữ liệu cho thật hay. Thế đấy là âm thanh rất chính xác nhé. Cái chữ D này. D. Đấy. Chữ E này. E. Đấy. Rất là chính xác rồi đấy. Phát âm này là phải lấy từ trên mạng xuống mới có. M. Đấy. N. Đấy. Như vậy là oh. Rồi, thì như vậy là dựa trên cái bộ này chúng ta sẽ thiết kế ra những phần mềm rất đơn giản thôi, nhưng mà dùng để học
học bảng chữ cái tiếng Anh thì có rất nhiều phần mềm, rất nhiều giao diện kịch bản chúng ta có thể tạo ra, rất nhiều phần mềm có thể cả trò chơi nó cũng có rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ học một vài buổi, chúng ta sẽ học cách làm đó nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm theo một cái bản đơn giản nhất thôi. Rồi, hôm nay là cái buổi đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau thử thiết kế một cái theo cái bản sau đây này, đơn giản nhé. Nó gọi là kịch bản 1 hay phần mềm 1 đi. Kịch bản 1 hay là cái phần mềm 1. Các bạn chú ý rằng có thể có rất nhiều kịch bản nhé, rất nhiều kịch bản dựa trên cùng cái bộ dữ liệu này. Kịch bản này là ai tạo ra, cái người thiết kế tạo ra, nó dựa vào sự sáng tạo của người làm phần mềm đấy. Vẫn là cái bộ cũng là bộ dữ liệu này thôi, nhưng mà người A thì nghĩ ra cái hình cái giao diện như này, người B nghĩ ra như này, và mỗi người có một cái tư tưởng thiết kế là khác nhau, được chưa? Và như vậy là cái số lượng kịch bản có thể tạo ra là thậm chí là nhiều vô hạn. Các bạn chú ý nhé, nó rất đa dạng. Vẫn là xung quanh cái bộ là bảng chữ cái tiếng Anh thôi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng làm nhé. Thì bây giờ tôi làm cái bảng tôi như sau. Trên màn hình sẽ hiện ra là các chữ cái sẽ thành cái bảng như này. Chữ A này, B này, C, D, E, được chưa? F. Ví dụ thế, G, H, I, G, K, v. Làm cái bảng, tức là nó nằm trên một cái lưới ô vuông. Đấy, nó phải nằm trên lưới ô vuông như này thôi, phải mô tả. Đấy, không vẽ ra nhưng mà nó bản thân nó phải vẽ ra. Như vậy là chúng ta phải tạo ra một lưới ô vuông trên màn hình và xếp chữ cái nằm gọn ghẽ trong từng cái ô vuông đó. Rồi, sau đó như sau, sau đó là có một cái cô giáo sẽ hiện ra ở đây và thông báo cái, rất là chúng ta chỉ việc làm như sau này. Cô giáo đây là giáo viên, những giáo viên dùng để thông báo thôi, thông báo cách chơi thôi, cách sử dụng phần mềm, để chơi đơn giản vậy thôi. Và cái bảng một là như sau, cái bảng một là chúng ta sẽ kích nháy chuột, thì là kích chuột lên chữ cái. Chữ cái thì làm sao? Thì sẽ một là nghe được âm thanh phát âm tương ứng, nghe được phát âm tương ứng. Như vậy là chúng ta dùng chuột, nháy chuột lên chữ cái và chúng ta nghe được phát âm tương ứng. Được chưa? Và thêm một cái yêu cầu thứ hai nữa, khi chúng ta click chuột lên một chữ cái thì chữ cái đó nó sẽ nhảy lên một tí, chữ cái sẽ rung lên một tí, chữ cái sẽ rung rinh một lúc cho nó hay thôi, chúng ta không quan trọng lắm, thấy chưa? Đấy, như vậy chúng ta tạo ra một kịch bản rất là đơn giản thôi, một cái bảng chữ cái. Giáo viên sẽ xuất hiện thông báo là em hãy nháy chuột lên bảng chữ cái để nghe phát âm, cũng câu như vậy thôi, và chúng ta nháy chuột thôi. Vậy là chương trình chúng ta sẽ là liên tục là người dùng nháy chuột và nghe thôi, không gì cả, được chưa? Nhưng mà đây là một cái kịch bản đơn giản nhất của một cái phần mềm gọi là dùng để học chữ cái. Như vậy cho học sinh thì học sinh là có thể là bậc tiểu học hoặc là bậc trung học cơ sở cũng được, chỉ là có được nghe thôi, tập nghe thôi, được chưa? Nghe nhưng mà chúng ta chủ động, chúng ta nháy đi chữ cái nào thì nó bật chữ cái đó lên thôi, được chưa? Đấy, như vậy đó là cái kịch bản nhé. Thì bây giờ kịch bản này là gồm có gì nào? Đầu tiên phải có cái, nhưng mà là giáo viên thì dễ rồi, giáo viên chúng ta để góc thôi. Còn khó nhất là chúng ta phải xếp các chữ cái này vào một cái lưới ô vuông đó. Như vậy cái bài này là một trong những yêu cầu thiết kế rất quan trọng, là chúng ta phải làm sao chúng ta phải vẽ được hay là thiết kế được một cái lưới ô vuông và sau đó chúng ta hiển thị chữ cái trên cái ô vuông đó nhé. Nhưng mà đây chúng ta sẽ phải làm như sau. Đây, chúng ta sẽ phải việc đầu tiên là chúng ta phải làm sao chúng ta thiết kế được một cái lưới ô vuông mà có thể không cần thì một cái lưới ô vuông tổng quát, chúng ta chú ý nhé. Đây, một cái lưới ô vuông tổng quát là như sau. Đây, chúng ta sử dụng cái vẽ thôi. Chúng ta sẽ thiết kế một cái lưới ô vuông theo nghĩa là tương đối là tổng quát nhé. Tổng quát nó sẽ gồm có là m hàng nhé, m hàng và n cột,
chiều ngang là n cột, được chưa? Như vậy là cái lứa vuông kích thước của nó là như sau. Kích thước của nó là kích thước là m nhân n nhé. Thì như vậy là tổng số các cái ô lưới là bao nhiêu nhỉ? Tổng bao nhiêu? Bằng chính là m nhân n thôi. Đúng không nào? Đó. Và chữ cái chúng ta sẽ xếp vào đây ở từ trên xuống dưới. Ví dụ là A này, B này, C này, D này, E này, F này, chữ F, G, chúng ta cứ viết vào. Được chưa? Đó. Thì cái bảng này là phải chứa đủ là 26 chữ cái. Được chưa? Suy ra là M nhân N là phải một cái tích kích thước này là phải lớn hơn hoặc bằng là 26 chữ cái thì mới xếp đủ vào. Còn nếu không đủ. Được chưa? Rồi thì chúng ta cùng nhau thiết kế nhé. Như vậy chúng ta cùng nhau thiết kế. Nhưng mà cái lý này nó phải là bao nhiêu? M bao nhiêu? N bao nhiêu? Thì có nhiều cách chọn lắm. M bao nhiêu nào? N bao nhiêu? Đấy. Biết là M nhân N phải lớn 26. Ví dụ như là bảng là lấy ví dụ như là bảng như là bảng 6 nhân 5 có được không? Được. Đúng không? 5 nhân 6 nhé. Tức là 5 hàng 6 cột được. 56 là 30. Hoặc là gì? Hoặc là 4 thì là trừ nhân 7 thôi. 56 là 30 là lớn hơn 26 rồi. 4 nhân 7 bằng 28, vừa vặn luôn. Được chưa? 4 7 đây. Như vậy là 4 hàng và 7 cột được. Nhé. Vậy có rất nhiều phương án để cho làm. Đây bây giờ chúng ta cùng nhau làm. Như vậy là hoặc là gì? Thì là anh em chúng ta đầu tiên chúng ta tìm cái phương án, tìm phương án cho lưới. Được chưa? 55 thì không được, 55 thì là 25 không được. Như vậy là 56 được nhé, 56 ok. 56 ok, tốt. Thứ hai là 47 được không? 47 tốt. 66 được không? 66 tốt. Được nhé. Đấy. 37 có được không? Tốt. Cũng được. Nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn những cái phương án này. Tất nhiên là không được chọn nó to quá thì nó không hay. Ví dụ lựa chọn là 88 thì nó bằng là 64. Như vậy là cái số lượng cái chữ cái nó rất có 26 thôi. Nó vào đây nó lọt thỏm, không hay lắm. Phương án này không hay lắm nhé. Phương án 77 là 49. 77 là 49, chúng ta có 26 chữ cái thì cũng được, là gọi là già nửa cũng được nhưng mà không hay lắm nhé. Bây giờ 66 là 36 được. 36 là 26 chữ cái trên 36 cũng được. Như vậy cả ba cái này đều ok nhé, đều ok nhé. Đấy, chúng ta có thể làm nhé. Được chưa? Rồi, nhưng mà bây giờ chọn phán nào nào, tùy các bạn nhé. Tùy chúng ta lựa chọn hợp lý thì có thể hoàn toàn là tùy chúng ta nhé. 56 thì là 30. 30 thì như vậy là trừ ra là chúng ta chọn 56 đấy nhá. Tùy mà nhá. Bây giờ tôi chốt lại là chọn là M bằng 5 và N bằng 6, được chưa? Chúng ta có thể chọn là 56 cũng được, 47 cũng được, 66 cũng được nhá. Miễn là cái số đó nó phải là lớn hơn 26, nhưng mà lớn ít thì đừng lớn nhiều quá thì nó cái ô của chúng ta bị thừa rất là nhiều. Như vậy là 56 là 30. Đấy, như vậy chúng ta sẽ thiết kế một cái lưới vuông của chúng ta là có kích thước là 5 hàng và 6 cột. Chúng ta chú ý nhé, đây mình vẽ lại các bạn 5 hàng và 6 cột nhé. Cái này làm rất cẩn thận các bạn ạ nhé. Làm phần mềm là không vội vàng ở đâu, làm cẩn thận tỉ mỉ thiết kế chi tiết. Rồi chúng ta sẽ thiết kế một cái mô hình làm sao mà nó có 6 ba đây. Như vậy nó có 6 cột nhé. 6 cột và nó cần phải 5 hàng. Đây ta vẽ lên, đây là 1 hàng này, 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng và đây là 5 hàng. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước tiếp theo là trong cái mô hình gọi là M hàng đây, M bằng 5 cột là 5 hàng. Và đây là n bằng 6 cột đúng không? 6 cột. Rồi, thế bây giờ ta cần xếp chữ cái vào đây. Các chữ cái chúng ta chú ý là các chữ cái chúng ta cần phải xếp vào như thế nào nhé. Chữ cái chúng ta sẽ là đánh tính từ A cho đến Z, đánh số từ 1 đến bao nhiêu? Từ 1 đến 26 chúng ta chú ý nhé. Rồi, thì
Thực ra là đây là cái chương trình cụ thể chúng ta cần thiết kế cái lưới ô vuông là như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì cái mô hình lưới ô vuông nó là một mô hình rất tổng quát. Chúng ta có thể dùng lưới ô vuông để làm rất nhiều việc khác, rất nhiều trò chơi, rất nhiều cái game, rất nhiều chương trình khác là cần lưới này. Trên bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cái lưới này tương đối tổng quát một chút nhé. Đấy, tổng quát để có thể dùng cho nhiều bài tập khác nữa chứ không phải riêng bài tập này. Đó. Thì chú ý các ô của lưới là phải đánh số. Các ô của lưới có đánh số nhé, các ô này, các cái ô của lưới. Chúng ta cần đánh số. Đánh số từ 1 cho đến M như N nhé. Đấy. Được chưa? Đánh số như nào? Thì có hai cách đánh số. Ta chú ý có hai cách nhé. Một, đánh số từ trên xuống dưới. Hai là từ dưới lên trên. Cách thứ nhất là từ trên xuống dưới. Đánh số như này là 1, 2, 3. Đấy, đánh số từ trên và đi xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 như thế. Cách đánh số thứ hai thì từ dưới lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy là đối với lưới ô vuông nhá, chúng ta chú ý là có hai cách đánh số. Đấy. Thì tùy từng bài toán chúng ta sẽ dùng cách nào tùy chúng ta, được chưa? Như ở đây này, trường đây là chúng ta muốn vẽ cái bảng chữ cái trên màn hình, chúng ta đánh số từ trên xuống thì hợp lý hơn nhé. Vì luôn chữ A là phải vào cái ô số 1, chữ B phải vào ô số 2. Đánh số từ dưới lên trên thì xấu lắm, A B ở dưới này thì xấu lắm, đúng không? Phải từ trên xuống đẹp hơn. Như vậy đây chúng ta dùng cách thứ nhất là đánh số từ trên xuống nhé. Đây, từ trên xuống. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại. Các bạn này, cùng các bạn vừa việc này là chúng ta rất là tỉ mỉ nhé, rất là cẩn thận, chúng ta đây, bây giờ làm lại, tôi vẽ lại cho chúng ta nhé. Được rồi, chúng ta chốt lại, chúng ta vẽ một cái bản vẽ lấy ô vuông là 5 × 6 đây, 1 nhé, đây là sáu cột, và nó sẽ là 5 hàng. Tôi vẽ lại lần nữa nhé, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 nhé. Được chưa? Nào. Số từ trên xuống như đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Đấy. Như vậy là đến đây là vừa vặn một cái bảng chữ cái. Còn cái ô phía dưới này là chúng ta sẽ bỏ không. Bỏ trắng ra. Được chưa? Đấy, như vậy đây là cái vị trí các cái chữ cái đây. Các chữ cái sẽ đánh số từ 1 đến 26 xếp vào đây. Điều số 1 chính là chữ A, chữ 2 chính là B, được chưa? Rồi chúng ta sẽ tính toán xem là đo như vậy. Chúng ta đo ở đây này, chúng ta nhắc lại là ở đây nó là gì? Ở đây nó là M. Ở đây nó là N. Được chưa? Bây giờ chúng ta giả sử một cái ô lưới đây. Giả sử nó có cái độ dài của nó, cái chiều dài của ô lưới này là D nhé. D. Đó. Được chưa nào? Thì suy ra gì? Suy ra là cái chiều rộng của cái toàn một cái lưới là bao nhiêu? Chiều rộng của lưới là n là d nhân với n, đúng không? Vì có n cột, mỗi cột như vậy là rộng d, nó sẽ là tổng là tích là d nhân n. Chiều cao của lưới tổng thể là d nhân với m, được chưa? Cụ thể ở đây chúng ta là n bằng 6 và m bằng 5. Như vậy chiều rộng của lưới nó sẽ là gì? Nó sẽ là 6d nhé, và chiều cao của lưới đây nó sẽ bằng là 5d. Bây chúng ta cần phải tìm d. Đấy. Thì chiều rộng này nó không phải toàn màn hình đâu, vì nó là đây chúng ta cần vẽ một người cô giáo đây, cô giáo ở đây nhé. Đó. Bây giờ chúng ta phải thiết kế làm sao cho nó hợp lý, tùy các bạn thôi, nhưng mà tôi làm như sau nhé.
Rồi, bây giờ chiều rộng của cái đây và chúng ta cùng nhau tính toán. Bây giờ cần xác định cái vị trí này này. Đây là vị trí trên cùng này. Đấy. Vị trí trên cùng rất quan trọng nhá. Đấy. Vị trí cùng này tôi ký hiệu thì tôi ký hiệu như sau. Bây giờ tôi bây giờ như vậy khi tôi đã thiết kế xong gọi là cái khuôn dạng của màn hình rồi. Như vậy cái lưới này nó sẽ chệch bên phải một chút. Bên trái chúng ta cần có một cô giáo. Đây chúng ta cùng nhau làm thử nhé. Đây này. Được chưa? Ở bên trái chúng ta đưa vào đây là cô giáo. Đây, cô giáo nhé. Cô giáo sẽ nằm ở góc này nhé. Lưới sẽ nằm ở đây này. Lưới nằm ở chỗ này này. Nằm ở chỗ này nhé. Tôi phóng to này. Lưới sẽ nằm ở chỗ này nhé. Nằm ở đây. Đó. Thì cô giáo ở đây xem cô giáo chiếm bao nhiêu chiều rộng cô giáo đây là ở chỗ này như vị trí ở đây này. Cô giáo ở đây là x. Được, chúng ta khoảng ở chỗ này nhé. Đấy, để gái nữa ở cái quãng này nhé. Đấy. Chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Ngay bây giờ thì không có gì đâu. Bây giờ cùng các bạn chúng ta phải cùng nhau thiết kế cho nó xong cái mô hình của cái lưới đã nhé. Của cái lưới đã nhé. Thì chúng ta quay lại cái này. Đây. Bây giờ tôi sẽ vẽ lại cái lưới cho chúng ta cùng xem nhé. Rồi. Thế bây giờ khi mà chúng ta đã như vậy rồi, bây giờ tôi sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ cùng nhau chuyện phần này là phần hơi khó này, phần tôi đang chuẩn bị nói sẽ là phần khó nhé, khó đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cái mô hình gọi là cái mô hình toán học của cái lưới vuông. Tức là chúng ta cần có những biến nhớ nào để chúng ta mô tả cái mô hình của cái lưới vuông nhé. Đây, tôi sẽ vẽ tổng quát cho ông bất kỳ. Nó gồm có những lưới vuông như thế này. Được chưa? Đấy. Tổng quát nhé. Đấy. Được chưa? Đấy, thì mỗi một cái lưới vuông này nó có một cái vị trí, nó có một cái số tự. Đây là 1 này, 2 này. Thì đây cái số đây tôi ký hiệu là post. Như vậy chúng ta một là post là cái vị trí hay là cái số thứ tự của cái ô lưới chúng ta cần thiết kế nhé. Vậy là post là tên của một cái biến. Đây là chúng ta sẽ tạo biến nhé. Rồi tiếp theo là với post như vậy chúng ta có một cái lại vị trí hàng tôi sẽ ký hiệu là đây là vị trí cột nhé. Đấy, vị trí cột thì cái vị trí hàng này là chỉ là trục y, chúng tôi ký hiệu là y index là cái chỉ số hàng, đây là chỉ số cột, y sẽ là chỉ số hàng chứ hàng đấy mà là chỉ số hàng nhé. Y index là chỉ số hàng, chỉ số đây là 1 này, đây là 2 này, đấy, đây là m nhé, chiều dưới này. Còn ký hiệu là y x index là chỉ số cột đây, chỉ số cột ở bên này là 1 này, 2 vân vân, đây là n, được chưa? Như vậy mỗi cái vị trí post đây được ứng với là một cái chỉ số hàng và một chỉ số cột, được chưa? Rồi tiếp theo là ngoài cái post, ngoài index chúng ta thêm một cái thông số nữa quan trọng là chỉ ra cái tọa độ của cái tâm điểm của cái điểm này. Tọa độ ví dụ như là x và y, x là cái tọa độ của cái vị trí post. Đấy. Được chưa? Rồi tiếp theo cái ô vuông này là ta có cái biến là độ dài của nó là d. Là d thì không nhỉ? Như vậy là nó cái ô vuông đó là nó là hình vuông có cái chiều góc cạnh là d. Đấy, như vậy là từ tham số này chúng ta sẽ phải tính toán được nhé. Cái vị trí cái điểm ở bên trái trên đây này, điểm này nhé,
Thì method ký hiệu nó là có cái là x0, y0. Đây là cái vị trí ô lưới, vị trí góc trái trên. Đấy, rất là phức tạp nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Như vậy là chúng ta phải lập ra các cái biến như sau này. Biến x0, y0 này. Đấy, được chưa? Biến là m và n này, thì biến m và n chúng ta phải tạo ra này. Cụ thể đây là chúng ta m là bằng bao nhiêu? M là bằng m là bằng 5 và n là bằng 6. Đấy. Chúng ta cần phải tính cái biến d này. Để cho ra chưa tính được ngay thôi nhé. Tức là d với n là phải đủ, là phải khoảng là bằng n là bằng 6 nhé. Tôi đặt d bằng đặt d bằng ban đầu sẽ bằng là bằng 50 chẳng hạn. 50 nhân với 6 là 300. 300 nhờ chức độ của chúng ta sẽ là 300 là hợp lý. 300 là 300 là có nhỏ hơn là cái chức độ của bản hình ta là 480 mà 300 là hợp lý rồi. Nhưng mà ta đặt d bằng 50 nhé. M bằng 5 này. N bằng 6. Đấy là ban đầu nhé. Còn x0 chúng ta sẽ tìm xong nhé. Rồi bây giờ chúng ta cần phải thiết kế biến post, biến y index, x index, x và y. Đây là những biến như sau này. Post là chỉ cái số thứ tự của cái ô lưới, thì với mỗi một cái post như vậy chúng ta phải tính được là x y index là bao nhiêu, là chỉ số hàng của ô này là bao nhiêu, rồi x index là bao nhiêu, chỉ số cột là bao nhiêu, và tính được cái tâm x và y nữa. Đấy. Thì muốn tính được cái tâm x y đó chúng ta sẽ phải làm thế như sau. Đây, chúng ta quan trọng chúng ta sẽ phải tạo thêm hai cái mảng nữa, rất quan trọng nhé. Cái mảng đặt tên là x list. Đây là cái mảng mô tả cái tọa độ x của tâm các ô lưới theo trục x. Theo chỉ này đấy, x. Như vậy là cái x là một cái dãy gồm có là n phần tử. Phần tử như vậy là chỉ ra cái vị trí của cái tâm của các cái ô lưới nhá. Còn tiếp theo là cái y list là cái mảng mô tả tọa độ y của tâm các ô lưới nhé, của tâm các ô lưới. Nhưng mà chúng ta cứ rất cần nhiều gì biến nhé. Biến post này, biến y index này, biến x index này, biến x và biến y này quan trọng này, và biến x list, biến y list. Thế đó là tất cả cái đó chúng ta phải thiết kế, chúng ta phải tạo ra và chúng ta phải xây dựng những cái hàm, những cái chương trình để chúng ta tính toán được, để chúng ta biết vị trí của nó nằm ở đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lập trình nhé. Cái này bắt đầu khó đấy, vì chúng ta thì đây là cái vị trí ban đầu của ấy này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế như sau. Bây giờ chúng ta làm như sau này. Tất cả các cái tham số ban đầu chúng ta đặt ở trong cái chúng ta sẽ định nghĩa là gì, định nghĩa của chúng ta sẽ là gì, là cái gì, là cái gì nhỉ, sân khấu sẽ là cái nơi mà thiết kế cái bộ dữ liệu gốc nhé. Rồi chúng ta bắt đầu làm này. Đầu tiên các biến này, thì chúng ta đặt biến, đây là tên biến nhé, đặt tên biến đầu tiên là biến d. Biến d là cái biến mô tả cái độ dài, độ rộng của một cái ô lưới. Biến thứ hai là m là số các cái hàng, n là số cột. Đấy, được chưa? Và ban đầu chúng ta, đây cho thiết lập luôn ban đầu, những ban đầu đây chúng ta đang lập trình ở sân khấu nhé. Chúng ta thiết lập ngay ban đầu này. Đây, ban đầu nhé, chúng ta thiết lập là d sẽ bằng 50. Chúng ta áp dụng thử 50 nhé. Chúng ta thiết lập là m chúng ta thiết lập là bằng 5.
là làm cái lưu vuông gồm là 5 nhân 6 mà n là 6. Đấy, là 6 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ lập mà cái vị trí gì là x0 và y0 là cái vị trí gốc ban đầu của ô lưới, của lưới ở nằm ở bên trái, bên trái trên đấy. Đấy. Thì chúng ta sẽ lập ví dụ, thì ví dụ như x0 đây, còn đây là y0 đây. Y0 nhé. Ví dụ nó nằm ở đây chẳng, ví dụ chúng ta lấy nằm ở chỗ này này. Ở đây là bao nhiêu? Ở đây là -130 và 70, tức là ví dụ nhé. Rồi tôi làm tôi sẽ tìm hiểu sau nhé. Đây. Chúng ta thiết lập là x0 là bằng -130. Cái này có thể không chính xác lắm, chúng ta sẽ điều chỉnh sau lát nữa nhé. 130 và y là 70. Tạm thời như thế nhé. Đấy. Đây là vị trí bên trái trên của cái ô lưới chúng ta, cái này chúng ta có thể điều chỉnh được. Còn chúng ta là DMN là DMN là cứng rồi, là không đổi. Thấy chưa? Rồi, thế bây giờ để mà tính toán được ấy, chúng ta sẽ làm tiếp tục như sau này. Chúng ta sẽ tạo các biến nhớ để mô tả của chúng ta, đặt cái biến nhớ là tên là post. Đấy, post là dùng để tính toán cái vị này, để chạy theo tính toán cái vị trí này. Post là một nhé. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là x index là quan trọng. Cái biến này là biến dùng để mô tả cái chỉ số của x, chủ x, chủ các chủ số theo cột. Tiếp theo là cái biến đặt tên là y index rất quan trọng, rất quan trọng. Tiếp theo là cái vị trí nữa, cái tham số nữa, tham số đặt tên là x để mô tả chính xác cái tọa độ luôn, x và y. Đấy. Đây đều là biến tổng thể nhé, biến thể rất quan trọng, được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra cái biến đây nhé. Chúng ta tạo ra cái biến là dãy này. Chúng ta tạo hai cái biến, là một cái biến tên là x list, hai cái dãy. Hai cái dãy này chỉ mô tả tọa độ tâm của các cái ô lưới theo chiều ngang và theo chiều dọc, x list và tiếp theo là y list. Được chưa? Thì những cái này là cái mà chúng ta sẽ dùng. Bây giờ chúng ta sẽ làm, bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta thích lập các cái bộ dữ liệu ban đầu nhé. Chúng ta sẽ phải tính cái x list và y list này. Đấy, các bạn chú ý cái này là khó đấy nhá. Đây chúng ta cùng nhau chúng ta đây nhé. Bây giờ đây các bạn xem nhé. Đây. Đây là cái lưu vuông chúng ta đây nhé. Đây, này. Đấy. Đây vị trí này là vị trí là x0 y0. Đấy. Còn đây là tâm này, đây là tâm chúng ta cần thấy nhỉ, đây là tâm của x list này, chúng ta này là x list nhé. Đấy. Đây là dãy các phần tử theo trục x gì là x list, được chưa? Thì vị trí này có phải là bằng là x0 cộng với d trên 2 không? Đây cái chỗ này là d mà. Đấy. Thì cái tâm này là cái chỗ này này, cái tâm x gì sẽ bằng là cái x gì tọa độ x gì, cái tọa độ x gì nó sẽ bằng là x0 cộng với d chia 2. Đấy. Còn y nhé, y ở đây này nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là y0, nhưng mà phải trừ đi d chia 2. Đấy, y là vậy, đây là phải trừ x cộng vì đây y là từ trên xuống. Đấy. x từ trái sang, nhưng mà x là cộng vào đây. Đấy. Còn y là từ trên xuống, thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thiết kế. Thì các bạn cùng với tôi chúng ta thiết kế nhé. Chúng ta thiết kế một cái hàm. Hàm này dùng để mà chúng ta hàm này cốt chúng ta để tính x list và y list. Cái này y list này là rất quan trọng luôn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta làm cái hàm. Tạo một cái block. Block này đặt tên là init data. Đấy, rất quan trọng luôn. Cái hàm này, cái thủ tục này dùng để ở đây nhé. Cái hàm này dùng để làm gì? Cái hàm này dùng để thiết lập cái bộ dữ liệu là x list và y list, cái bộ dữ liệu này này. Đây này, đó, được chưa?
Và ở đây chúng ta khi bắt đầu chương trình thì lập tức chương trình nó sẽ tạo luôn, nó sẽ in data luôn này này. Đây này, đó. Nha. Bây chúng ta cùng nhau thiết kế cái hàm này. Cái in data này. Đấy, thì nó cũng đơn giản thôi như sau nhé. Đây. Bây giờ chúng ta đây chúng ta bắt đầu từ vị trí x và y nhé. Đây là tôi làm như sau này. Tôi làm x trước và y sau nhé. Đầu tiên tôi thiết lập đây hàm này. Đầu tiên tôi phải xóa. Tôi xóa đi các bảng cũ nó đã delete, xóa đi tất cả cái phần cái dữ liệu cũ trong cái dãy x và tôi xóa tiếp tất cả dữ liệu của list. Đấy. Đấy chưa? Rồi bây giờ tôi bắt đầu tôi bổ sung này. Ở đây nhé, chúng ta chú ý là đây này, chúng ta sẽ cho x chạy từ đây này và chúng ta di chuyển đến đây. Đấy. Và cái x list nó chứa tâm chứa các cái âm này, nó chứa cái âm tọa độ của x của tâm của các cái âm ô lưới đây. Đấy. Sẽ làm như sau nhé. Đây này. Đây chúng ta làm như sau này. Đầu tiên chúng ta thiết lập ban đầu đã x trước nhá, chúng ta đặt x gì? Set x gì? X là bằng x0 trước. Đấy. Xuất phát từ bên trái. Xuất phát từ đâu? Xuất phát từ đây này, xuất phát từ vị trí này này. Đấy. Chúng ta di chuyển sang phải. Đây. Mỗi lần ban đầu chúng ta đặt như sau. Đây chúng ta làm như sau nhé. Đây. Ban đầu chúng ta đặt x không phải bằng x0 mà bằng luôn x0 cộng d trên 2 luôn nhé, chúng ta làm luôn này. X0 cộng với đây chúng ta làm phép cộng này. X0 này cộng với d chia 2. Đây chúng ta nhớ lại công thức ban đầu nhé, vị trí ban đầu của x nó là cái này. Này, x0 cộng d chia 2. Đấy. Thì nên làm cái này nhé. Đây chúng ta cùng nhau vào. X0 cộng d chia 2. Đây chúng ta đưa cái này ra. Và chúng ta đưa một cái d chia 2. D chia 2. Đây là vị trí ban đầu của x d chia 2. Được chưa? Đó, và chúng ta đưa lên vào đây. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lập lại n lần và chúng ta bổ sung tọa độ x này vào cái dãy x list. Rồi, chúng ta làm như sau nữa. Chúng ta làm như sau là chúng ta sẽ lập lại chiều ngang ấy. Chiều ngang lại là n lần. Chiều ngang là n lần. Lập là chiều ngang sẽ là n lần, kéo n là ra nhé. Đấy. Kéo n ra. Và lập như vậy chúng ta làm sao, chúng ta sẽ bổ sung x vào cho thăng x lên một khoảng bằng d nhé. Đầu tiên thì lập chúng ta sẽ như sau, chúng ta sẽ bổ s cái tọa độ x chúng ta bổ vào chung vào x, sau đó chúng ta sẽ trên x chúng ta sẽ di chuyển sang phải và trên x một cái đoạn bằng d. Các bạn bằng d. Đấy. Thì đây chính là cái lệnh mà chúng ta sẽ bổ sung cái tọa độ x tâm theo trục ngang trục x nhé. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm với trục y, làm với cái tâm y nhé, với tọa độ y của cái bảng y list. Rồi tiếp theo chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ set, đây là cái đối với các bạn lấy khó nhé. Đây là y thì đầu tiên chúng ta y bằng gì, bằng y không trừ d chia 2. Như đây chúng ta có cái chuyện là đây nó có nó làm phép trừ đây nhé. Đây trừ đi gì, trừ đi y không và trừ d chia 2. Chúng ta copy cái này xuống nào. Đấy. Đây là bắt đầu của y này, y theo chỗ này này. Đấy. Sau chúng ta kéo xuống đây, chúng ta sẽ di chuyển xuống nhé. Di chuyển xuống chúng ta sẽ phải giảm cái y đi đấy nhé. Đây này. Nó khác như ở đây. Ở đây là chúng ta cộng vào, trên cộng vào thì phải trừ đi nhé. Bây giờ làm tập như sau này, chúng ta điền nốt cái y nhé. Chúng ta repeat đấy. Repeat của n là mà theo chiều theo các hàng thì phải repeat là m lần, đó là m hàng và n cột mà. Đây repeat là m lần. Được chưa?
m lần. Và một lần như vậy chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ add, là chúng ta lệnh bổ sung vào dãy, dùng cái lệnh add. Add gì? Add y, add giá trị y nhé, y dài đấy, add y dài vào đâu, vào y list, vào y list. Sau đó chúng ta sẽ chain, đây chúng ta sẽ chain, chúng ta sẽ chain y đoạn bao nhiêu, chain y đi một đoạn bằng gì? À, phải là chia đoạn là bằng trừ d, đây là d, phải trừ d, chúng ta sẽ phải làm đây một đoạn bằng trừ d. Trừ d chính là gì? Trừ d chính là cái này, nên chúng ta lấy nhân, chúng ta lấy trừ một nhân với d, trừ một và nhân với d. Đấy, như vậy là nó khác trên này nhé. Chúng ta nạp y vào, chúng ta lặp lại một lần và sắp lần nạp vào như vậy, chúng ta sẽ thay đổi y đoạn bằng trừ trừ d. Trừ d là cái khoảng cách, khoảng cách giữa hai tâm với nhau. Tâm xoay xoay tâm kia là d này, xong đây là d, đây là d mà số này mới là d. Mình, với y thì ta phải hạ xuống, ta phải giảm đi. Như vậy với y nó sẽ là trừ d. Đó. Thì sau khi lệnh xong cái này rồi thì chúng ta là tạo xong được cái bộ dữ liệu xlist và ylist. Này, cái này là cái bộ này rất quan trọng nhé. Đấy, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ sang bước tiếp theo là chúng ta sẽ thiết lập cái hàm thứ hai rất quan trọng. Cái hàm này mới là hàm quan trọng. Hàm này là hàm như sau. Cái hàm này là chúng ta thiết lập cái hàm rất quan trọng. Thiết lập cái hàm rất quan trọng. Chúng ta thiết lập cái hàm sau đây. Chúng ta thiết lập cái hàm. Là cái hàm là đầu vào là post và đầu ra chúng ta sẽ phải tính được gì, tính được là x index cho trước cái vị trí của một ô lưới trên màn hình. Cái post này sẽ chạy tương lai sẽ post nó sẽ nằm từ 1 đến 26. Và chúng ta phải kiểm tra xem là với cái post này thì x chỉ số x là bao nhiêu, chỉ số y là bao nhiêu, chỉ số y chỗ x là chỉ số cột, chỉ số hàng, tính được cái này được chưa? Đấy, phải tính những cái này và tính luôn được cả x và y thì càng tốt. Đấy, tính như vậy là đầu vào và đầu ra là những cái này. Thì các bạn thấy khó nhỉ, thì tôi viết bên công thức cho các bạn cứ thế mà làm nhé. Đây thì cái hàm này là như sau. Cái hàm này là hàm như này. Cái hàm này là cái hàm đặt tên, cái đặt tên nó là hàm là calculate x y. Hàm này có đầu vào là post. Đấy, làm về như này nhé. Và đầu vào là post, đầu ra là x index, y index và x và y. Đấy, tính được cái này. Được chưa? Đấy, thì cái này là hơi khó, cái này là rất toán học, mà tôi cũng viết ra thì các bạn cứ học thuộc lòng thôi. Ta nhớ nhé. Như vậy chúng ta tạo một cái hàm thứ hai đầu tiên là calculate x y. Đấy, cái hàm này là hàm rất quan trọng. Hàm này nó có một cái biến đặt tên là post, đầu vào nó là cái post, là cái hàm mà nó có một cái, nó là đầu vào của nó là một giá trị là post nhé. Và đầu ra là phải tính cái gì, đầu ra là phải tính được các giá trị là gì, đầu ra và tính giá trị đây này, phải tính giá trị là x index này, y index này. Đấy, và x và y nữa. Đó. Được chưa? Thế thì cái này là chúng ta chú ý nhé. Thì cái làm như sau này, bây giờ tôi viết luôn cái đáp án của nó nhé, rồi chúng ta sẽ công nhận và các bạn sẽ nhớ là sao làm. Cái hàm này nó làm tổng quát trên một cái ô lưới ô vuông mn bất kỳ, mn bất kỳ chúng ta đều có thể làm được. Như vậy là cho trước một cái ô trên lưới, vì cho trước ô trên lưới là ô 1 tới ô 2, 3, 4 chúng ta có thể tính được. Cho trước cái ô bất kỳ đây, cho trước cái vị trí bất kỳ mà ta có thể tính được là, vì cho trước là x thì bằng post bằng là 7 chẳng hạn, còn biết cái a 7 thì nó sẽ nằm trên cái hàng nào và cột nào, mà họ tính được cái tâm của cái ô đó để cho chúng ta sẽ hiển thị cái chữ cái trên cái ô đó. Vấn đề là ta cần phải hiển thị chữ cái trên cái ô đó, do đó cho nên cần phải tính, được chưa? Đó. Cần phải tính là x index, y index
và tính được cái x không, x x và y. Thì x y chính là cái tọa độ của cái tâm của cái ô lưới đó. Và lát nữa chúng ta sẽ hiển thị chữ cái ở trên cái ô lưới đó, thì chúng ta mới làm được cái vẽ được cái màn hình, cái bỏ chữ cái trên màn hình mà. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau làm nhé. Để tôi mô tả luôn này, làm như sau này. Chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta tính cái y, y index chúng ta tính trước, cái này thì dễ hơn. Đó, cái này sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ chúng ta lấy cái post, chúng ta chia cho n. Chúng ta lấy cái post, lấy cái giá trị post này. Đó, chúng ta chia cho n. Chia n, chia cho n. Đó, nhưng mà sau chúng ta phải làm tròn, làm tròn lên. Thì cái hàm làm tròn lên ở trong Scratch nó là cái hàm này, nó là cái hàm nó gọi là ceiling nhé. Trong Scratch có hai hàm rất quan trọng, hàm floor là cái hàm làm tròn xuống, hàm ceiling làm tròn lên. Floor tức là sàn, tiếng Anh là sàn, là xuống sàn, tức là làm tròn xuống, còn ceiling là trần, là làm tròn lên. Chúng ta chọn là ceiling nhé, và cái đứa này vào đây, và đứa này vào đây. Thì đây chính là cái đây là cái chương trình, cái phương trình tính là đầu vào là post, đầu ra là index. Điều chúng ta sẽ làm tính tiếp với đầu ra là x index là như sau. Đây, set nhé, set cái x index bằng bao nhiêu. Thì chúng ta lấy cái post, chúng ta lấy số dư cho n, chúng ta dùng cái hàm là hàm mod nhé. Hàm mod sẽ là tính được cái số dư. Đây, hàm mod. Chúng ta lấy cái post này. Đấy, chúng ta mod cho n. Mà tuy nhiên nếu mà cái post chia cho n mà bằng 0 thì chính là n. Chúng ta làm thêm một lệnh nữa ở đây để cho nó chính xác hơn. Để thêm một lệnh if ở đây nữa nhé. If này. Sau khi x đây chúng ta làm if này. If mà đây, if mà x index đây. If mà x index mà bằng 0, tức là nếu mà phép chia trên này bằng 0 thì là chính là vị trí n. Thì chúng ta sẽ gán như sau. Chúng ta sẽ gán là set x index bằng n. Thì đây chính là công thức nhé, rất quan trọng. Đây là công thức để tính cho trước đầu vào là post, đầu ra là y index và x index. Index chúng ta làm được ngay đây rồi, ít nhất là ở đây nhỉ. Rồi sau đó bây giờ chúng ta sẽ tính tiếp x và y. Đấy nhé, bây giờ chúng ta sẽ tính tiếp này, tính tiếp x y này. Đấy, để chữ tọa độ đây, x và y thì hai cái hàm này, cái này chúng ta tính qua cái gì? Chúng ta tính qua cái chính qua tính qua cái bảng này là chúng ta điều tra vừa làm này. X chính là cái tọa độ tâm theo x theo y của cái vị trí hàng ở chi cột. Đó, chúng ta làm nhé. Nhưng mà chúng ta làm cái này mà có nhờ cái này cho bằng này, nó chính là cái này. Chúng ta lấy cái hàm x list ra. Đây, chúng ta gọi cái hàm item. Đây, cái item của x list. Nhưng mà lại chính là cái gì? Đây chính là x index. Chúng ta kéo cái này xuống nhá. Đây chính là x index. Đó. Đây này, đó. Đây chính là cái tọa độ vị trí hàng, vị trí cột đúng không? Cái x chính là cái vị trí tâm của các cái vị trí cột thôi. Đấy. Chỉ định nghĩa của hàm x list. Tương tự ở đây là hàm y, chúng ta sẽ copy xuống. Đây đã bỏ cái này ra và chúng ta kéo cái y index vào. Và đây là cái hàm là y list, kia cái dãy y list. Thì đây là cái lệnh rất quan trọng nhé. Cái lệnh này là chủ đề này, cái này sẽ nằm ở trong cả cái này cũng sẽ cần này. Đấy. Chúng ta copy cái này vào đây, cái này cần. Đấy. Thì đây là xong nhé. Tới đây là chỗ này, cái chỗ mà chúng ta được chưa? Như vậy là cái sân khấu là cái người mà đầu tiên chạy chương trình, chạy trước nhé. Ở đây tôi chụp tôi có điện thoại sao? Để tôi chụp. Alo. Tôi xoay ai đấy?
Được rồi nhé, thì được chưa? Như vậy là sau khi mà gọi là sân khấu làm xong dữ liệu rồi, sân khấu sẽ gửi một thông điệp báo là bắt đầu nhé. Đây chúng ta sẽ gửi một thông điệp vào đây, chúng ta bắt để bắt đầu cái chương trình đây. Sau khi chương trình, sau khi mà nạp xong dữ liệu rồi thì sân khấu sẽ ra thông điệp là bắt đầu. Khi đó mà thì bắt đầu giáo viên sẽ nói, sẽ thông báo là các em nháy chuột lên mặt chữ cái để nghe và gửi thông điệp cho cái nhân vật là alphabet này để nó hiển thị. Được chưa? Rồi nhé, thì mình chúng ta bắt đầu này. Khi mình nhận được thông điệp bắt đầu thì giáo viên thông báo thôi. Giáo viên sẽ đứng góc này nhé, góc này. Đấy. Khi mà nhận thông điệp là bắt đầu đây, thì giáo viên sẽ thông báo bằng cái chữ này thôi, hiển thị trong chỗ 5 giây chẳng hạn, là em nháy chuột lên chữ cái để nghe không. Đây là một phần mềm rất đơn giản nhé. Đấy. Nhưng mà cái phần mềm nó hay là chỗ là chúng ta sẽ tôi sửa chữ chuột bị sai, đúng nhỉ, đúng rồi đấy, được chưa? Là kêu mà là chỉ nháy chuột lên chữ cái vậy để phát âm thôi. Đấy, nó không nhé. Rồi và nhưng mà nó hay là chúng ta học được cách chúng ta để thể hiện cái chữ cái nó trên một lưới ô vuông. Đây cái rất quan trọng, lưới ô vuông là một trong những cái kỹ thuật là dùng rất nhiều ở trong các cái chương trình, các cái trò chơi liên quan Scratch, trên Scratch nhé, rất nhiều trò chơi trên lưới ô vuông đấy. Và đây chỉ là một trường hợp nhỏ trên của lưới ô vuông. Được rồi, sau đó chúng ta sẽ quay sang lập trình cho alphabet. Đây, phần này là phần khó này. Đây là cái hàm chung của nó nhé. Rồi, thế thì để các cái nhân vật này mà nó nằm ở trên màn hình mà chúng ta nó nhìn thấy được thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải cho nó hiện ra trên màn hình như này nhé. Bây giờ đây để cho các bạn xem nhé, nó sẽ phải hiện ra. Thì tất cả hiện nay, tất cả những cái em này, ở đây đó là 6262, được chưa? 62 nhé. Mà hiện nay tôi đang để cái hiện nay chúng ta đang thiết lập cái lưới vuông, chúng ta cái chiều ngang của nó, cái d của nó đấy, chiều ngang của cái ô vuông của chúng ta nó là bao nhiêu, chiều ngang của d của chúng ta thiết lập là bao nhiêu, chúng ta thiết lập d của chúng ta là 50 thôi. Đấy. Như vậy nó to hơn 50 này, nó to hơn là cái chiều ngang của cái hình này. Đây, hình này 62. Chúng ta sẽ phải co nhỏ lại một chút. Được chưa? Được. Thì co nhỏ lại như này thôi, chúng ta làm đây nhé. Ở đây là chúng ta lập trình đi nhé. Thì khi bắt đầu chương trình, chúng ta làm ở đây. Bắt đầu chương trình. Chúng ta sẽ vì chúng ta sẽ phải sử dụng kỹ thuật là clone để chúng ta hiển thị, cho nên là ban đầu cái nhân vật mẹ này chúng ta sẽ ẩn đi. Nhưng mà chúng ta thiết lập cái set size của nó là bằng 80 chẳng hạn. Thế là tôi chỉ sửa sao được mà 80 nhé. Rồi vào tôi ẩn đi. Khi bất cứ một cái chương trình gì mà chúng ta cần phải làm việc với clone nhé. Rồi thế vì muốn như vậy chúng ta làm như sau. Bây giờ như sau nhé, chúng ta sẽ đánh số các cái clone này, số từ 1 đến 26, được chưa? Đấy. Bây giờ chỉ cần một cái biến là một cái ấy thôi,
một cái biến riêng thôi. Như vậy là với cái vấn đề này tôi sẽ tạo ra một cái biến riêng. Tôi vào đây nhé, tôi vào đây và tôi tạo ra một cái biến riêng. Cái biến riêng này là như sau này. Biến riêng tôi kêu như là id. Id nhé. Thì id mà bằng 0 thì nó là nhân vật gốc ẩn đi. Còn id mà lớn 0 thì nó là clone. Mà nó chính là nhân vật đó, nó sẽ là, nó sẽ tương ứng là đứng ở vị trí id của trên trên lưới. Vị id này đóng vai trò là vừa là id bằng 0 thì nó thì nó là nhân vật gốc, còn id lớn 0 thì nó là clone tương ứng với cái chữ cái số thứ tự là thứ id nhé, chính là vị trí id trên lưới. Chúng ta dùng luôn trường một biến thôi nhé. Biến này sẽ biến riêng à, cho Thúy nhận biến riêng nhé. Dùng nói chung là sai luôn đấy, nó phải là biến riêng đó. Nhưng mà đây là biến riêng rồi. Thì ban đầu tiên ấy, khi mà thiết lập ra cái này ấy, thì chúng ta đặt cái biến id đó bằng 0. Biến i0 chính là cái biến gì? Biến id đó bằng 0. Bằng 0, như vậy là cái biến 0 này là gì? Biến 0 này là chỉ chính là, đây là nhân vật gốc nhá. Vậy nhân vật gốc của id bằng 0 và đặt cái size của nó là bằng 80 cho nó nhỏ lại để nó vừa vào cái ô lưới chúng ta. Còn 2 ẩn đi. Rồi, bây giờ khi nhận được thông điệp là bắt đầu, thì nhân vật này sẽ sinh ra là 26 clone ứng với là 26 chữ cái và sẽ đặt đúng vị trí ở trên màn hình. Các bạn chú ý nhé, các bạn cùng tôi cùng làm nhé. Rất quan trọng, rất đơn giản thôi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta mà nhận được thông điệp là bắt đầu đó. Thông điệp này sẽ áp dụng cho cái id bằng 0, nhưng mà chúng ta phải đây là thêm lệnh nữa, đây là if id bằng 0. If. Như vậy cái lệnh này nó chỉ tác dụng với là nhân vật là nhân vật gốc thôi, không áp dụng cho các clone. Như vậy là if gì? If mà id bằng 0 thì đây, if nhé. If id bằng 0 tức là if khi mà cái áp dụng cho cái nhân vật đó là nhân vật gốc thì chúng ta mới làm. Đấy, được chưa? Rồi chúng ta làm như sau này, các bạn chú ý nhìn tôi làm nhé. Điều chúng ta sẽ lập 26 lần và tạo ra 26 clone và lần lượt đặt vào vị trí của cái lưới trên màn hình. Rồi chúng ta làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ control, chúng ta repeat, nó rõ ràng ra là repeat là 26 lần. Đấy, đúng 26 lần nhé. Cẩn thận nào. Rồi chúng ta làm như sau, với một cái người như vậy, chúng ta sẽ tăng id lên một đơn vị nhé. Đây, chúng ta sẽ làm như này. Chúng ta sẽ change id by 1. Nhưng bắt đầu là 0 nhé. Change id by 1. Và chúng ta tạo ra cái clone có cái id là bằng 1, 2, 3. Và chúng ta đặt đúng vị trí ở trên màn hình. Làm xong rồi thì chúng ta đặt lại nhé. Chúng ta đặt lại. Đặt lại đây, chúng ta đặt lại id bằng 0 ở đây. Id bằng 0. Id đặt lại id bằng 0 của chúng ta sau khi làm xong rồi nhé. Nè, đặt ở đây này. Đấy. Và chúng ta có thể lại 2 trở lại. Đấy. Còn chúng ta có thể show lên này. Show lên để chúng ta hiển thị ra là chúng ta tạo clone xong chúng ta lại ẩn đi, đặt lại vị trí tức là id bằng 0 là cái nhân vật gốc. Như vậy trong cái vòng lặp 26 này chính là vòng lặp chúng ta tạo clone, được chưa? Rồi chúng ta làm sao, các bạn chú ý nhé. Chúng ta tạo ID này, được chưa? Sau đó chúng ta làm như sau. Chúng ta thêm lệnh nữa cho 22. Chúng ta sẽ vì chữ cái mà hiển thị đúng chữ cái ABCD, chúng ta sẽ phải trên cái chúng ta sẽ phải trên cái custom đây, trên cái trang phục cho cái gì? Cho cái chính là cho cái ID. Vậy là mỗi nhân vật có một cái trang phục cũng chữ cái mà. Nhưng mà phải thay đổi cái trang phục theo đúng chữ cái của mình nhé. Đấy. Rồi, sau đó sẽ gì? Sau đó là sẽ tạo gì? Từ nhất tôi sẽ phải tính, bây giờ phải tính cái x index này chứ này, tính cái x in này. Được chưa? Rồi làm như sau này, bây giờ tạo clone được. Tôi tạo clone. Đây. Tiết clone of myself. Khi mà chúng ta trên ID bằng by 1 này chuyển ký tự, chuyển đúng theo đúng, chuyển sang cái sang phục theo đúng ký tự của mình này và tạo clone. Tạo clone xong
thì clone đó là phải di chuyển đến cái vị trí mà chúng ta đang ấy nhé. Di chuyển đến vị trí đó thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ phải tính tính cái này này. Đấy. Chúng ta cho cái hàm này chúng ta sẽ calculate xe ở đây. Thực ra đến cái này làm ở trên này hơn. Thực ra làm ở trên này hơn. Ở trên này nhé. Vị trí này chính là ID đây. Cái post này chính là ID mà. Tương tự của chữ cái mà. Được chưa? Đấy. Ở đây nhé. ID này. Sau khi tính xong cái này rồi thì tính được tính xv ở đây nhé, và chúng ta sẽ go to, chúng ta sẽ go to x và y đây. Chúng ta go to x và y. Đấy. Ở đây go to thì go to đến x và y theo đúng cái vị trí của. Đấy. Được chưa? Sau đó chúng ta tạo clone xong quay lại đây, cứ như vậy liên tục như vậy nhé. Ta thực hiện xong đúng không, ta kiểm tra đúng không nhé. Chuyện này số rất quan trọng luôn nhé, các bạn cùng xem này. Đấy. Như vậy chúng ta đã vừa mới tạo ra được một cái bảng chữ cái mà hiển thị chính xác rồi. Bây giờ tôi điều chỉnh cho nó hay hơn tí nhé, tôi muốn cho nó lên cao một chút. Thế là vừa chưa, thế là vừa rồi, tôi kiểm tra thử xem nào. Đẹp chưa, đẹp rồi đấy, may quá, mình làm rất đẹp luôn nhé. Vừa vặn nó vào đúng vị trí này, mà nằm mà cái chữ này nằm ở giữa luôn. Và chúng ta đặt cái kích thước của nó là 80% là rất ok rồi. Như vậy là rất là may, là một lần ăn luôn, không cần phải sửa lại nữa. Được chưa? Như vậy tới đây là làm xong cái phần là gì, là xong cái phần mà hiển thị cái bảng chữ cái, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chính, là khi người dùng nháy chuột lên cái bảng cái chữ cái nó thì nó sẽ nhảy lên, nó rung rinh một chút và nó kêu cái âm thanh lên, rất đơn giản. Đây là rất đơn giản luôn, chúng ta lập trình ngay trên chữ cái này thôi. Chúng ta vào cái lệnh đây và cái lệnh là khi người dùng nháy chuột. Lệnh là khi người dùng nháy chuột lên chữ cái đó, lên cái nhân vật đó thì nó phát âm thanh thôi. Đây nó phát âm thanh gì? Nó sẽ phát cái âm thanh là gì? Nó sẽ phát âm thanh chính là cái âm thanh ứng với cái chữ cái đó nhé. Mà chữ cái đó chính là cái ID thôi. Đấy, phát âm thanh là chúng ta đưa cái ID này vào. Được rồi. ID đâu rồi? ID đây. Đấy. Vì âm thanh của chữ cái này là đánh số, mà có đánh số là từ 1 đến 26 mà chúng ta là và đúng luôn. Đấy. Cho thử làm cho bạn xem nhé, này thử này. Bắt đầu này. Đấy, được chưa? Nháy này. A. Đấy. B. I. J. K. L. R. Q. P. O. Thấy không nào? U. T. S. Vậy tức là đúng rồi đấy. Bây giờ tôi làm thêm một chút nữa, yêu cầu đồ bài là chữ cái đó nó phải nhảy lên một chút, được chưa? Thì là nhảy thì làm thế nào thì chúng ta cùng nhau lập trình một tiết kiệm là xong nhé. Đây, chúng ta cùng nhau lập trình một tiết kiệm là xong. Đây nhé. Khi người dùng nháy vào chữ cái đó nhé, thì chúng ta cho chữ cái đó nó nhảy lên một chút. Được chưa? Nhảy lên một chút và sau đó chúng ta... đây. Gì? Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau, là chúng ta sẽ cho một cái lọc. Đây. Chúng ta sẽ cho lặp ở đây thôi, repeat khoảng 10 lần. Được chưa? Khoảng 10 lần. Mỗi lần như vậy chúng ta sẽ change x, change y cho nhảy lên mà. Chúng ta dùng cái lệnh là change y, ví dụ như vậy nhé. Chúng ta 5 lần đi. Chúng ta change y by 2. Nhưng mà muốn cho nó phải dừng lại một tí để nhìn rõ, chúng ta vào cái lệnh là wait là 0.1 giây, ví dụ thế nhé. Chúng ta sẽ điều chỉnh sau nhé. Sau chúng ta lại change một lần nữa cho này hay change đi lên thì chúng ta sẽ làm đi xuống change đâu rồi change e by ở đây change e by là -2. Được chưa? Để chúng ta thử như xong nó có thể không nhé. Toàn này. B B. Đấy. B B. Đấy. C C. Thấy chưa? Thì nó nhìn D D. E E. Đấy. Thì đây như vậy cho nó chỉnh sửa một tí thôi, nó ra ngay một chỉnh rất hay rồi. Đấy. Đó, như vậy chúng ta vừa làm xong, mình cho thêm ít nữa nhé. Làm thêm một tí nữa là tôi muốn khi tôi nhấn chuột vào đây thì nó nhấn chuột vào cô giáo này, thì cô giáo sẽ hiện lên cái chữ này một lần nữa này, chữ này này.
Khi tôi nháy chuột này, khi tôi nháy chuột lên cô giáo thì cô giáo sẽ hiển thị lại cái này một lần nữa. Rồi nhé, xem thôi đó. Nhưng mà chúng ta vừa mới hoàn thành xong chương trình rất đơn giản nhé. Đây, từ đầu nhé, bắt đầu này, nháy này. B đấy, nghe thử. A C J I H O N S T U V W X V quan sát được Y và tạo ra môn trình rất đơn giản bằng heo nào, nhưng mà nó rất đơn giản luôn. Rồi như vậy chúng ta, như vậy là thật ra cái bài này nó rất dễ, nhưng chỉ khó là gì? Khó chính là cái chỗ chúng ta cần phải thiết kế cái bộ. Thế này, cái này chỗ khó nhất này. Thì các bạn phải xem kỹ lại, nhưng mà các bạn phải xem kỹ lại cái thiết kế của tôi khi mà chúng ta mô tả một lứa vuông như thế nào. Tất cả cái điều này là mặc dù nó rất đơn giản thôi, nhưng mà nó rất là sâu sắc về mặt toán học đấy, nó rất là cơ bản. Mà những cái điều mà tôi nói đây là nó áp dụng cho không phải chỉ bài này mà cho tất cả những cái bài mà sử dụng lưới ô vuông. Mà các bạn biết rồi, ở trên Scratch là một cái môi trường trên mặt phẳng mà có thể tạo ra được rất rất nhiều phần mềm, rất rất nhiều trò chơi mà dựa trên cái bộ lưới ô vuông. Nhưng chúng ta có thể thiết kế một trò chơi line chẳng hạn, hay trò chơi thậm chí có thể mô tả chơi cờ tướng trên máy tính, tất cả trên lưới ô vuông hết, vẽ lưới ô vuông các kiểu là phải nằm là dựa trên ý hết này hết nhé. Như vậy đây là một cái bài đầu tiên nó rất là quan trọng, được chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ ghi lại nhé. Bài này ghi lại là cái bài đầu tiên là học bảng chữ cái tiếng Việt nhé. Bây giờ tôi sẽ ghi vào đây là hôm nay là bài số 4 đúng không? Đây là học bảng chữ cái tiếng Anh. Chữ cái tiếng Anh. Tiếng Anh nhé. 1. Được chưa? Đó, nhưng mà thấy các bạn thấy không? Như vậy là chúng ta cái phần mà chúng ta vừa thiết kế xong là nó dựa trên rất nhiều cái, đặc biệt dựa trên cái hàm hàm lõi, hàm đến tất cả những hàm init data này. Hàm này là đều là những hàm lõi rất quan trọng. Hàm init data dùng để thiết lập hai cái dãy xlist và ylist rất quan trọng. Còn cái hàm calculate xy là dùng để gì? Đầu vào từ một vị trí là post, chúng ta tính được là x và y này. Được chưa? Nhé. Rồi bây giờ như này. Bây giờ tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ làm sang cái bài số 2. Bài số 2 là dựa trên bài 1 này, nhưng mà chúng ta sẽ viết là, bây giờ tôi yêu cầu các bạn, bây giờ chúng ta làm bài số 2, kịch bản 2. Nhận đây là kịch bản 1 nhé. Cái bản 2 là như sau. Cái bản 2 là dựa hoàn toàn trên cái màn hình của cái bản 1, cái bản 2 nhé. Cũng là một chương trình học tiếng Anh. Cái bản 2 nhưng mà như sau này. Vẫn như vậy hết, vẫn là cô giáo ở đây, nhưng vẫn là cái lấy ô vuông mà chứa cái bảng chữ cái ở đây nhé. A, B, C, D giống như chúng ta vừa làm nhé. Nhưng mà chỉ khác là như sau này. Tức là cô giáo sẽ là ngẫu nhiên đọc phát âm một chữ cái, được chưa? Rồi, và yêu cầu chúng ta là phải nháy chuột đúng cái chữ cái đó, chúng ta phải nghe và chúng ta nháy chuột đúng. Cô giáo đọc là ấy, chúng ta phải gọi đúng chữ A, nháy đúng chữ A thì cô giáo nói là đen đúng rồi và chuyển sang tiếp theo. Còn nếu chúng ta gõ nhầm ở B thì cô giáo nói là sai rồi. Và bài này có thể là có hai phương án, hoặc là cô giáo nói là sai rồi và chuyển sang bài câu hỏi sau, hoặc cô giáo sẽ chờ khi nào cho nhanh đúng thì thôi. Chúng ta làm phương án nhá, là nhanh, cô giáo sẽ chờ nhanh đúng thì thôi nhá. Rồi, chúng ta nháy sai thì là cô giáo nói là sai rồi, được chưa? Cô giáo sẽ mà như sau, cô giáo sẽ nói là em nghe phát âm và nháy chuột đúng lên chữ cái, nháy chuột đúng lên chữ cái mẹ đã nghe đúng lên chữ cái nhé. Đấy, cô giáo sẽ chữ cái, được chưa? Đấy, được chưa? Xong cô giáo phát âm xong rồi thì chúng ta sẽ nghe ấy thôi, và chúng ta sẽ cô giáo phát âm ra
và chúng ta sẽ nghe. Được chưa? À, nghe xong rồi chúng ta sẽ nháy chuột lên lên chữ cái. Nháy đúng thì cô giáo bảo đúng rồi và chuyển sang cái chữ cái tiếp theo. Còn chúng ta nháy sai thì cô giáo sẽ nói là sai rồi, hãy làm lại. Và chúng ta cứ như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta khi nào chúng ta nháy đúng thì thôi. Vậy bài này là bài rất hay. Đây là bài học cái tiếng Việt thôi, nhưng mà là học, nhưng mà có tương tác. Chúng ta phải tập nghe và tập nháy đúng, được chưa? Đấy, bài này làm như sau này. Chúng ta dựa trên, vẫn trên bài cũ nhá. Trên bài cũ. Bây giờ bài cũ đây, và chúng ta dựa trên, mà chúng ta sửa một chút thôi, không phải mất công gì cả. Đấy, thì như sau này. Được chưa? Nhé. Khi bắt đầu ấy, đấy, chúng ta sửa một chút này, chúng ta bắt đầu. Khi bắt đầu thì cô giáo không nói cái này, mà cô giáo sẽ làm khác. Cô giáo sẽ như này. Cô giáo sẽ như sau, cô giáo sẽ sinh. Cô giáo sẽ sinh một cái số ngẫu nhiên, một cái ngẫu nhiên, cô giáo yêu cầu chúng ta đọc nhé. Rồi thì là như sau này, rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ tạo ra một cái biến dùng để sinh cái số ngẫu nhiên đó. Thì tôi gọi như sau, tôi tạo ra một cái biến đặt tên là STT, nó dễ nhé, thuận tiện. Tôi tạo cái biến đặt tên là STT, chính là cái số thứ tự của chữ cái mà cô giáo vừa mới tạo ra, được chưa? Rồi thì như sau này, khi bắt đầu nhá, thì cô giáo thông báo là em chuẩn bị học bảng chữ cái. Đấy, thông báo để cho học sinh biết thôi. Chữ cái tiếng Anh nhé. Cái này sẽ làm rồi sau sau năm giây. Đấy, sau 5 giây thì cô giáo sẽ lặp liên tục. Đấy, cô giáo sẽ vào một cái vòng lặp, vì chúng ta sửa chơi liên tục nhé. Cô giáo sẽ vào một cái vòng lặp là có hai phương án, hoặc là cô giáo sẽ hỏi vĩnh viễn. Cô giáo sẽ dẫn cô giáo bệnh viện vào lòng forever. Hoặc chúng ta có thể cho cô giáo hỏi là chữ 10 câu thôi cũng được. Thì đặt lặng lệnh là repeat 10 lần hay repeat 20 lần, tùy chúng ta nhé. Đây tôi làm phương án là cô giáo làm đưa ra là chúng ta chơi lầm là bệnh viện, được chưa? Được rồi, như sau này. Đầu tiên cô giáo sẽ sinh ngẫu nhiên cái số STT đó để làm cái đầu bài. Đầu bài chính là STT nhé. STT cô giáo sẽ sinh ngẫu nhiên, và cô giáo sẽ cho bật âm thanh lên và chúng ta sẽ nghe nhé. Đây, như sau này. Đây nhá, STT này mà sẽ là cái số ngẫu nhiên từ 1 đến 26. Nhưng mà chúng ta chọn một số nguyên là 1, 2, 6, chính là cái 26. Được chưa? Rồi, và cô giáo sẽ bật âm thanh lên. Và đây, để chúng ta chú ý nhé. Sau khi vừa sinh xong này, cô giáo lập tức là vừa bật âm thanh lên, cô giáo sẽ bật start sound theo chính cái ST này, bật đúng chính cái nó nhé. Đây, bật chính cái âm thanh của cái chữ cái mà cô giáo vừa nghĩ ra. Đấy, điều vào đây nhé. Đấy, xong cô giáo nói một câu như sau. Đây, cô giáo sẽ say. C 2 giây. Em hãy nháy chuột lên chữ cái vừa nghe thấy nhé. Vừa nghe được. Ở đây nó thêm một ít nữa thì vừa nghe được nhé. Sau đó thì nếu học sinh mà nghe không rõ thì có thể nghe lại. Muốn nghe lại thì bấm thì bấm lại hãy nháy lên cô. Đấy, thì cô giáo chính là cái nơi mà chúng ta có thể nghe lại. Đấy, thì nếu nháy lên cô đây nhé, thì chúng ta bật lại cái âm thanh kia, chúng ta sẽ start sound để nghe lại. Bật lên cô giáo, cô giáo sẽ bật lại cái âm thanh đó nhé. Đấy,
cô giáo sẽ cái này chúng ta để cho nó dài dài đi, để cho nó vĩnh viễn đi, hay đi. Chúng ta để cho nó đây xay này hay hơn nhé, đưa nó vào đây. Đấy, không phải là 2 giây đây, cho để ở đây nhé. Đó thì đây ID của Spotify cho nó để em ghi lại cho xem ghi đi không. Được chưa? Rồi, khi mà cái này xong rồi thì cô giáo sẽ phải chờ cho người dùng và nháy chuột. Được chưa? Rồi, chúng ta chú ý này. Bắt đầu nhá, đây nhá, bắt đầu đây này. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo cái biến nữa. Cái biến này là để chỉ là học sinh đã làm xong chưa, để chuyển sang câu hỏi khác. Chúng ta tạo cái biến nữa. Cái biến này đặt tên là đây, đặt tên là làm xong, đã làm xong rồi. Đăng bằng 0 thì là chưa làm xong, đăng bằng 1 thì làm xong rồi, thì là đăng nhé. Đăng thì anh là làm xong. Bây giờ khi cô giáo nói như vậy, cô giáo sẽ đặt cái biến đăng là 0. Đấy, được chưa? Đấy. Và tới đây cô giáo sẽ chờ cho đến khi mà đăng bằng 1 thì mới làm xong nhé. Làm xong thì nếu là cô giáo học sinh mà nháy xong, cô giáo sẽ kiểm tra chúng ta sẽ phải làm thêm một chút nữa nhé. Thôi được, đăng đi, đăng này thì làm xong là phải đúng rồi đấy nhé, được chưa? Nào bây giờ chúng ta chú ý ấy nè, bây giờ chúng ta nhé, bây giờ đây đăng này set đăng bằng 0 và sau đó chúng ta thực lại sau đây thì cái lệnh là chờ, lệnh là wait, là chờ cho đến khi mà đăng bằng 1 thì mình làm tiếp, mình chuyển sang câu hỏi tiếp theo nhé. Chờ cho đến khi gì? Chờ cho đến khi mà đăng bằng 1. Cái này là rất quan trọng, lệnh đơn giản như này mà rất quan trọng các bạn nhé. Đăng, chờ cho khi đăng bằng 1, được chưa? Đấy, cứ như vậy là chúng ta chờ cho khi dùng nháy là nghe đây nhé. Đây, đấy, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ mô tả là khi người dùng nháy lên cái chữ cái này thì như nào, thì máy nó sẽ thông báo một cái người dùng thông báo cái người dùng như sau này. Thì chúng ta vào đây nhé, thế ở đây không như này, chúng ta bỏ cái này nhé. Khi người dùng nháy lên cái nhân vật này nhé, nháy lên nhân vật này thì chúng ta sẽ làm như sau này. Đây, khi người dùng mà nháy lên chữ cái nhé, đây khi dùng nháy chữ cái nhé thì mà chúng ta đặt thêm một cái biến nữa là biến input, là người dùng đã nháy một chữ cái nào, input nhé, chỉ cái chữ cái mà người dùng đã nháy. Khi mà người dùng nháy lên chữ cái thì lập tức chúng ta gán như sau, chúng ta gán là input, đây set input bằng cái gì, bằng là cái chữ cái, bằng số tự của chữ cái mà như vật này đang nắm, tức là nắm chính là id. Đấy, được chưa? Và chúng ta gắn đăng bằng 1, chúng ta gắn đăng, vậy là đã trả lời xong nhé. Đăng bằng một, được chưa? Rồi, thế về như sau nhé, bây giờ là một nhé, thì khi làm thế đây rồi, khi ở đây thì cô giáo sẽ nhận được, đây cô giáo sẽ chờ đặt đồng một đây này, đây, cô giáo sẽ sơ học sẽ xử lý tiếp nhé. Nếu đây if chúng ta xử lý tiếp ở đây, if và nếu đúng nhé, đây nếu này đúng là gì, nếu mà input mà bằng stt thì là đúng đây, nếu nhé nếu input là người dùng đã nhập vào đấy, nếu input mà bằng stt chứng tỏ người dùng đã nhập xong đã nháy chính xác nhé, nháy chính xác và cô giáo sẽ nói là giỏi lắm, đúng rồi, nó đúng rồi và xong một giây quay lại cho nó đúng rồi và sẽ, được chưa, đúng rồi sau một giây. Còn nếu sai thì sao? Nếu sai thì như thế này. Đây, nếu sai nhé, nếu sai thì là cô giáo nói sai rồi và bây giờ muốn làm lại làm thế nào nhỉ?
Thì đợi một chút nhé, muốn mà sai rồi. Nếu sai rồi nhá thì cô giáo nói là sai rồi. Cô giáo nói sai rồi. Tôi muốn là làm lại đi. Làm lại nhé. Xong một giây. Thì như vậy là học sinh này vẫn phải làm tiếp, được chưa? Đấy. Sai rồi. Thì như sau này nếu sai rồi nhá thì chúng ta sẽ phải đặt lại cái này. Đấy. Chúng ta sẽ phải đặt lại cái này lần nữa ở bên trong này. Đặt lại cái căn bằng 0 và chờ, lại chờ tiếp tục. Được chưa? Đây chúng ta đưa vào đây nhé. Xem lại hơn luôn nhé. Không, đợi một chút chỗ này, tôi sửa một chút chỗ này nhé. Tôi đặt đây nhé, đặt cái đăng này này. Hoặc tôi không để away đâu mà tôi dùng tôi lệnh repeat hay hơn nhé. Tôi dùng lệnh repeat. Làm liên tục mà. Yeah. Đây các bạn đợi một chút nhé. Tôi sẽ phải repeat until cơ. Đây nhé, đây. Repeat until done bằng 2 thì là đúng nhé, done bằng 1 thì là trả lời chứ không đúng nhé. Repeat until done bằng 2, đây, tôi sửa lại nhé. Done bằng 2 thì là xong. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ lần lượt như sau, đây, chúng ta đưa vào đây. Được chưa? Bỏ cái này ra. Nếu người dùng mà làm đúng nhé, đây, làm đúng rồi nhé, thì chúng ta set done bằng 2 thì thoát ra. Đây. Đúng rồi, chúng ta sẽ đăng bằng 2 thì quay đây nó sẽ thoát ra. Đây, đăng bằng 2 đây nhé. Còn nếu mà người dùng mà làm sai, đây sai rồi, thì chúng ta sẽ đặt lại đăng bằng 0. Bằng 0 thì người dùng sẽ phải chạy lại một lần nữa nhé. Người dùng sẽ phải quay vào đây. Quay đây và chờ một lần nữa. Đấy. Đấy. Cái đấy khó một chút nhá. Đấy. Khi nào đúng thì thôi, làm lại nhé. Đây. Chúng ta thử nhé, xem đúng không nhé. Để chúng ta làm thử. Đây, đầu tiên nghe thử này. Không có à? Đợi đợi một chút nhé. À, xin lỗi. Cô giáo không thể phát âm được, xin lỗi, cô giáo nó phải gửi thông tin chứ. Thằng nào sai rồi, đây. Cô giáo không hỏi được, cô giáo không nói được, đây, không bật sau là sai, chứ là làm sai nhé, thầy là thầy làm sai. Chỗ này không phải start sau SCT đâu, vì cô giáo không nói được, cô giáo đâu phải là cái người này, chứ cô giáo gửi thông điệp thôi. Chúng ta chú ý cho sửa một chút ở đây nhé, đây, các bạn kéo cái này ra này. Đấy. Ở đây cô giáo sẽ gửi thông điệp là cho nhân vật là hãy nói đi. Chúng ta cô giáo gửi thông điệp nhầm to rồi. Đây. Gửi thông điệp là hãy phát âm. Hãy phát âm đi. Hãy phát âm thì chữ cái sẽ phát âm. Rồi. Cô giáo sẽ gửi phát âm đây, cô giáo bỏ cái này ra và gửi cái lệnh hãy phát âm. Được chưa? Và sau đó là đưa cái này vào đây. Đấy. Ở đây cũng vậy. Không phải là cái này mà cô giáo sẽ gửi thông điệp là hãy phát âm. Hãy phát âm. Rồi, thì nghe âm thanh này, nghe cái này thì người này sẽ phát âm này. Khi nhận thông điệp là hãy phát âm. Đây. Hãy phát âm thì nhân vật này sẽ phát âm đây, nhưng mà sẽ bật sao. Bật sao theo cái chữ cái là STT. Đâu rồi? STT chỗ nào? Đây nhé. Đấy. Bây giờ mình đúng rồi nhé. Bây giờ chúng ta thử nhé. Bắt đầu này. Oh. Đấy. Nghe được không? Oh như thế này. Ông lên này. Đúng rồi. P. Đấy. Thấy lại nghe này. P. P. P à. Đúng rồi. E. E là thử sai nhé. Sai rồi, đấy.
nghe lại này. E. Đấy, E là cái này mới đúng này. Đấy. U. Được chưa? Bây giờ tôi sửa một chút cho hay hơn nữa nhé. Đây cô giáo đây, cô giáo khi mà sai rồi cô giáo vẫn đón lại một chút này. Sang rồi làm lại nhé nhé. Làm lại nhé và cô giáo sẽ nói lại cái câu này. Cô giáo sẽ viết lại câu này. Cô giáo sẽ say lại câu này. Sang rồi làm lại nhé. Đây, ở đây cô giáo sẽ viết lại như này. Đấy. Rồi. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ thử lại một nữa đúng nhé, đây. Từ đầu đây nhé. J. J à? Đúng rồi. I. Chắc là cái này đấy chứ. Đúng rồi. A. Sửa làm sai nhé. G. À, kì. Để sửa sai rồi, cái này sai rồi. Sai rồi làm lại nhé này. Đấy, nghe lại này. G. Kì là cái này. Không phải. G. Nghe cái gì ấy nhỉ? Là mình ai nghe con chữ gì đấy? Thầy không nghe rõ. Q à? Sai rồi. G. K. Không phải cái đó. Không phải. U. À, rồi. Bây giờ cho đúng hơn nhé, bây giờ tôi sẽ thu thêm âm thanh là đúng rồi, sai rồi cho nó hay hơn nhé. Bây giờ tôi bảo cô giáo đây và tôi thu thêm hai âm thanh nữa là đúng rồi, sai rồi bằng tiếng Việt này. Đây, thu âm nhá. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng nhá. Đúng này. Và thu âm thêm âm thanh nữa này. Chuyện này, cái này ta có thể xóa đi nhé, cái này xóa đi. Sai rồi. Sai rồi. Đây là sai nhé. Chuyện hay hay nữa thì chúng ta sẽ phải làm thêm như sau. Cô giáo đây, đây chúng ta. Đúng rồi cái này này. Đúng rồi, chúng ta sẽ thêm thanh đây là đúng rồi. Start sound, đúng. Đúng. Chúng ta chọn vào đây. Đấy. Có chỗ này sai rồi. Chúng ta sẽ thêm âm thanh sai vào đây. Bây giờ đây có vẻ hay hơn rồi đấy nhé. Một chương trình hoàn chỉnh nhé. Nào chạy thử nào. 5 giây hello quá, cho được. Q. Q. Đấy. Sai rồi. Sai rồi. Đúng rồi. Đấy. E. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ấy nhé. Sai rồi làm lại nhé. Mới chuẩn bị. Đúng rồi. Đúng rồi, đây phải sau 2 giây chúng ta hãy hơn một tí. Bắt đầu thì chúng ta cho cần chỉ cần 2 giây thôi. Được chưa? Đó, nhưng mà chúng ta vừa mới hoàn thành hai phần mềm, phần 2 nó rất đơn giản thôi nhưng vẫn hơi chút chắc một chút thì chúng ta ghi lại cái file này nhá. Cái file này là bài hôm nay là học bảng chữ cái, chữ cái tiếng Anh nhá. Mà đây là cái 2. Như vậy là dù rất đơn giản thôi nhưng mà chúng ta chỉ sửa một chút cái bản thôi, thành ra chỉnh mới rất là hay. Như vậy hai mà chúng ta đã vừa mới dựa trên cái bộ dữ liệu quan trọng là bộ dữ liệu là bảng chữ cái tiếng Anh, chúng ta đã thiết kế một cái phần hai phần mềm rất đơn giản mà rất là hữu ích mà rất là hoàn chỉnh. Được chưa? Rồi chúng ta nghỉ ở đây nhá.